Tử vi tuổi Tân Mùi 1991 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi học, số mệnh của con người vào thời điểm được sao tốt soi chiếu, tự nhiên may mắn sẽ xuất hiện. Mỗi một vì sao tốt lại mang đến những vận mệnh khác nhau của mỗi người. Và đây cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy hoặc cắt đứt vận may. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem trong tháng 12 âm lịch, tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có được cát tinh chiếu mệnh hay không? Và cát hung đà vận chi tiết của tuổi Tân Mùi sẽ ra sao? Hãy cùng nghe những phân tích chi tiết của các chuyên gia phong thủy, cũng như nghe lời khuyên xem các gia chủ nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Mời quý anh chị hãy theo dõi ngay video sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Độc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiện trên màn hình. Quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 âm lịch, tức ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hạch Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Tân Mùi trong tháng 12 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 5 tháng 12, tức ngày 17 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Ất Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 12, tức ngày 29 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Đinh Sửu. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 12, tức ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Sửu. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tân Mùi trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 12, tức ngày 22 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 12, tức ngày mùng 3 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Tân Mùi 1991 trong tháng 12 âm lịch. Tuổi Mùi là biểu tượng cho con dê, là con giáp đứng vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Mùi là những người rất kiên cường, chăm chỉ. Họ luôn thể hiện mình có năng lượng dồi dào và luôn chịu được áp lực cao trong công việc. Họ sống rất tình cảm, nhẹ nhàng, không thích sóng gió. Người tuổi Mùi rất thích hợp với những công việc mang tính nghệ thuật. Cũng giống như các tuổi Mùi khác thì Tân Mùi yêu thích cuộc sống vật chất. Tuy nhiên, họ có thể tự bản thân đáp ứng được nhu cầu sống của mình mà không quá phụ thuộc vào người khác. Với họ, gia đình luôn là tài sản quý giá nhất và họ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ vì những người mình yêu thương. Trong tháng này, các gia chủ Tân Mùi sẽ cần chú ý ngày âm lịch 17 tháng 12, tức ngày 29 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Đinh Sửu.
Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ tuổi Tân Mùi nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Tân Mùi. Tháng 12 âm lịch là tháng khó khăn đối với những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Công việc của bản mệnh bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý. Hơn nữa, với bản tính thiếu quyết đoán, nên khi đứng trước cơ hội, bạn lại chẳng thể hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu. Cuối cùng, mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần để lý trí, những người tuổi Tân Mùi dễ mắc sai lầm. Con đường công danh, sự nghiệp, vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Vậy nên trong thời điểm này, những gia chủ Tân Mùi cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để kích con đường công danh, tài lộc, thêm phần nở rộ thành công. Đây cũng là vật phẩm hộ thân giúp tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Quý vị thân mến, trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội tư vấn miễn phí từ thầy Gia Cát tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Tài lộc của tuổi Tân Mùi. Tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Tân Mùi có cho thấy họ phá tài đang ập đến. Tuổi Tân Mùi xui xẻo hết lần này đến lần khác, tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết tiền. Có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, bạn có thể phung phí tiền bạc cho những thú vui hoang đàng, tự cho rằng bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình làm ra. Chẳng như vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Tân Mùi nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tình cảm và gia đạo. Bước sang tháng 12 âm năm Canh Tý, tuổi Tân Mùi vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh và bạn không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên cố dấn thân, song cũng không có nhiều kỳ vọng. Trong tháng 12, tuổi Tân Mùi có thể sẽ tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti, thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại của bạn, cũng cố gắng để bạn chia sẻ mà không thành công. Với tuổi Tân Mùi đã có gia đình thì do bạn thường xuyên tìm vui bên bạn bè xấu khiến cho quan hệ giữa bạn và người ấy càng ngày càng xấu đi. Hơn nữa, bạn lại là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình với gia đình, người thân, khiến cho người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Còn đối với những người độc thân sẽ u mê trong chuyện tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ mình đang sắp tìm thấy đường ra. Cần cẩn trọng kẻo bị lừa gạt cả tình lẫn tiền mà cũng chẳng hề hay biết, còn nghĩ mình đang sống trong hạnh phúc. Để kích hoạt đào hoa, người tuổi Tân Mùi hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Về sức khỏe. Sức khỏe người tuổi Tân Mùi trong tháng 12 âm lịch không được tốt. Do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải lo lắng và suy tính nhiều hơn. Có những lúc bạn cảm thấy rơi vào bế tắc. Hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra quyết định đúng đắn. Thời gian này, bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra, nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ.
đặc biệt gia chủ tuổi Tân Mùi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Nhìn chung, tử vi tháng 12 của tuổi Tân Mùi thấy rằng vận trình không được tốt trên các phương diện. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp, cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Tân Mùi trong tháng 12 âm lịch này, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!